Xin chào các bạn nha. Thì trong video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách tắt bật đọc tên người gọi trên iPhone. Rồi bây giờ thì mình sẽ tiến hành hướng dẫn cho các bạn luôn. Bước đầu tiên á thì các bạn vào cho mình cái ứng dụng cài đặt nha. Rồi sau đó các bạn kéo xuống. Các bạn bấm vào điện thoại. Rồi bước tiếp theo các bạn bấm vào thông báo cuộc gọi này. Thì khi mà các bạn để ở chế độ luôn luôn á thì nó sẽ đọc tay người gọi trên iPhone của mình nha Còn nếu như các bạn chọn là tay nghe và ô tô á thì ở chế độ tay nghe và ô tô thì nó sẽ đọc tay người gọi còn nếu như các bạn chọn chỉ tay nghe á, thì chỉ tay nghe nó mới đọc tay người gọi nha thì ở đây mình muốn tắt thì mình bấm vào không còn các bạn muốn bật có thể các bạn bấm luôn luôn thì mình muốn tắt nha Ok vậy là vừa rồi mình cũng đã hướng dẫn cho các bạn cách hay là bật đọc tên người gọi trên iPhone. Video của mình cũng dừng tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem. Bạn nào thấy video của mình hay và hữu ích thì cho mình một like và một đăng ký kênh nhé. Bye bye.